cách để tạo biểu tượng trái tim trên Facebook. Đây là bài viết hướng dẫn bạn cách để tạo biểu tượng trái tim trên Facebook bằng nhiều cách. Bạn có thể gửi biểu tượng trái tim bằng cách thả tim cho bài viết hoặc bình luận. Nhập biểu tượng trái tim có sẵn vào nội dung văn bản và chọn hình nền trái tim cho các bài viết mới. Phương pháp 1. Thả tim cho bài viết hoặc bình luận. 1. Mở Facebook trên máy tính, điện thoại hoặc máy tính bảng. Bạn có thể truy cập vào Facebook từ trình duyệt web theo địa chỉ http://www.facebook.com hoặc dùng từ ứng dụng trên điện thoại. 2. Tìm bài viết hoặc bình luận mà bạn muốn thả tim. Bạn có thể bày tỏ cảm xúc với biểu tượng trái tim và thả tim cho mọi bài viết hoặc bình luận. Việc thả tim sẽ làm tăng số lượng trái tim bên dưới bài viết hoặc bình luận. 3. Việc di chuyển con trỏ chuột tới nút like, nút thích ở bên dưới bài viết hoặc bình luận. Khi bạn di chuyển con trỏ chuột đến đó, lựa chọn cảm xúc của bạn sẽ hiển thị. Nếu bạn dùng từ ứng dụng di động trên điện thoại hoặc máy tính bảng, hãy ấn và giữ nút like. 4. Nhấp vào biểu tượng trái tim đang hiển thị. Đây là thao tác thả tim với biểu tượng trái tim hiển thị bên dưới bài viết hoặc bình luận đã chọn. Phương pháp 2. Nhập biểu tượng trái tim. 1. Mở Facebook trên máy tính, điện thoại hoặc máy tính bảng. Bạn có thể truy cập Facebook từ trình duyệt web theo địa chỉ http://www.facebook.com hoặc dùng từ ứng dụng điện thoại. 2. Nhấp hoặc chạm vào trường nhập văn bản mà bạn muốn chỉnh sửa. Bạn có thể tạo các bài viết mới từ khung ở phía trên phần bảng tin hoặc nhấp vào trường nhập văn bản bất kỳ, chẳng hạn như khung hình bình luận. 3. Gõ dấu nhỏ hơn số 3 vào trường nhập văn bản. Đây là thao tác tạo ra một biểu tượng trái tim màu đỏ quen thuộc khi bạn đăng nội dung văn bản. 4. Nhập hoặc chạm vào biểu tượng mặt cười để mở thư viện biểu tượng cảm xúc có sẵn. Nếu bạn sử dụng trình duyệt máy tính, hãy nhấp vào biểu tượng mặt cười ở bên dưới góc phải khung nhập dữ liệu. Còn nếu bạn dùng di động, hãy chạm vào biểu tượng mặt cười ở góc bên dưới của bàn phím. 5. Tìm và chọn biểu tượng trái tim mà bạn muốn nhập. Như vậy, trái tim sẽ được chọn xuất hiện trong bài viết của bạn. Bạn cũng có thể sao chép hoặc dán một số trái tim sau. Trái tim đang đập, trái tim tan vỡ, trái tim lấp lánh, trái tim đang lớn dần lên, trái tim có mũi tên xuyên qua, trái tim màu xanh nước biển, trái tim màu xanh lá, trái tim màu vàng, trái tim màu đỏ, trái tim màu tím, trái tim được thắt nơ. Phương pháp 3. Chọn hình nền cho bài viết. 1. Mở Facebook trên máy tính, điện thoại hoặc máy tính bảng. Bạn có thể truy cập Facebook từ trình duyệt web theo địa chỉ http://www.facebook.com hoặc dùng từ ứng dụng trên điện thoại. 2. Nhấp hoặc chạm vào trường What's on your mind? Bạn đang nghĩ gì ở đầu trang? Đây là khung hiển thị ở phía bên trên phần bảng tin để bạn tạo bài viết mới tại đây. 3. Chọn hình nền trái tim. Bạn sẽ thấy biểu tượng của các chủ đề có sẵn ở dưới trường nhập văn bản. Hãy chạm vào một biểu tượng trong chủ đề.